Ngay từ bé, Linh Chi đã tham gia sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố và sớm nổi bật khi có năng khiếu về hát, dẫn chương trình, tham gia đóng phim. Đặc biệt, khi trở thành sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, niềm đam mê được đứng trên sân khấu, cất cao tiếng hát của Linh Chi càng trở nên cháy bỏng. Đến giờ phút này thì mình có thể cảm thấy rằng là tự hào với những gì em đã được học và với những gì mà em đã có những thành tích đạt được cho đến ngày hôm nay. Bởi vì em ấy là một học sinh rất là chăm chỉ, đam mê với cái nghề học hát của mình. Tuổi trẻ cộng với niềm đam mê nghệ thuật đã giúp Linh Chi gặt hái được những thành công bước đầu, được nhận học bổng Erasmus Plus của Liên minh châu Âu, tu nghiệp tại Ba Lan năm 2016, giải nhất hội thi tài năng âm nhạc học sinh sinh viên năm 2017, huy chương đồng hội thi tài năng trẻ học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc năm 2017. Phan Anh tốt nghiệp hệ thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn khoa piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Nga mang tên Znesin năm 2018, giải nhì Festival Encore tại Hàn Quốc, từng là pianist của dàn nhạc trẻ chơi nhạc semi-classic đầu tiên của Việt Nam, Rhapsody Philharmonic. Phan Anh cũng từng tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình hòa nhạc trong và ngoài nước như Học viện Âm nhạc Quốc gia Nga Gnesin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Trung tâm Văn hóa Nga tại Việt Nam, Viện Goethe, Trung tâm Văn hóa Pháp LSPES, Học viện Âm nhạc Quốc gia, Nhà hát lớn, Học viện Âm nhạc Huế, Nhà hát lớn thành phố Đà Nẵng. Để đạt được những thành tích đáng tự hào ấy, bên cạnh niềm đam mê là sự nỗ lực hết mình của chàng trai trẻ. Mới có khoảng 10 tháng tuổi, 15 tháng thì đã bắt đầu là nghe âm nhạc. Mỗi lần mình tập bài thì đã cho ngồi vào lòng để tập. Thế là cậu bé này cũng ham thích. Thì mình phát hiện ra thì bắt đầu là cho học ngay từ bé. Niềm đam mê thời thơ ấu đã được nuôi dưỡng, chắp cánh để Phan Anh trở thành một nghệ sĩ trẻ có những bước đi vững chắc, thành công. Trước tiên thì xin được cảm ơn Linh Chi và Phan Anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cả hai bạn đều đã có cái quãng thời gian được đi du học ở bên nước ngoài. Chắc hẳn là cái quãng thời gian đó thì đã để lại trong các bạn rất nhiều những dấu ấn và những cái kỷ niệm khó quên đúng không? Trước ngày em tốt nghiệp 3 tháng thì cô giáo dạy chuyên ngành piano cho em thì cô mất đúng vào cái khoảng thời gian gọi là gần kề với cả cái việc tốt nghiệp. Lúc đấy mọi thứ với em nó như kiểu là nó tối sầm lại. Rồi sau đấy khoảng thời gian một tuần thì bọn em có tổ chức một buổi biểu diễn cho cô. Thì em nhớ là cái hôm đấy em đánh một bản tên là Mưa Rơi bài Việt Nam mà cô rất là thích cái bản đấy. Lúc mà em đánh thì em nhìn vào ảnh của cô thì em nhớ đến tất cả mọi thứ kỷ niệm em được đánh concerto cùng với cô. Mà cô là gần như không đánh với ai cả, có mỗi là đánh với em thì em rất là xúc động. Diễn xong thì ai cũng khóc cả. Một cái kỷ niệm mà em nghĩ là cho em hiểu được ra rất là nhiều điều và giúp em yêu cái ngành nghề âm nhạc mà mình chọn hơn. Điều đáng nhớ nhất đối với em là khi được học tại đây thì em được thầy cô mở ra một chương trình, đó là giao lưu hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Ba Lan dành cho các bạn du học sinh. Thì khi mà biểu diễn tại đêm nhạc đó, cảm giác là mình được nghe giai điệu quê hương, được hát ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, cảm thấy vô cùng xúc động trên sân khấu. Em cảm thấy khoảnh khắc đấy rất là ấn tượng và khiến em không thể nào quên. Xin cảm ơn những chia sẻ của Phan Anh và Linh Chi. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiết mục đàn piano do Phan Anh thể hiện. Thank you.
tại thì cả Phan Anh và Linh Chi thì đều đã tốt nghiệp rồi, và đặc biệt là đều tốt nghiệp với những thành tích rất là tốt. Vậy thì các bạn có những cái dự định và kế hoạch gì trong tương lai để tiếp tục theo đuổi cái niềm đam mê nghệ thuật của mình? Có vẻ là hơi tham lam một chút, nhưng mà ước mơ của em thì là vừa là một nghệ sĩ biểu diễn nhạc kịch, vừa là một giảng viên thanh nhạc. Em muốn được đứng trên sân khấu lớn, được mang lời ca tiếng hát của mình đến khắp mọi nơi trên đất nước. Và em còn muốn truyền những đam mê, những nhiệt huyết của mình, những cái gì mà tuổi trẻ mình có đến cho mọi người. Dự định trong tương lai gần của em thì em rất là mong muốn là em được vào một trường nghệ thuật chuyên nghiệp như là Nhạc Viện, hoặc là Nghệ thuật Quân đội, hoặc là bên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, để gọi là làm giáo viên dạy âm nhạc, dạy piano. Em sẽ cố gắng chọn ra được những cái bạn trẻ mà yêu âm nhạc, và em sẽ cố gắng dành mọi cái khả năng của mình để đào tạo cho các bạn. Chúc cho cái ước mơ của các bạn đó là trở thành những giảng viên để truyền tải niềm đam mê và tình yêu nghệ thuật của mình tới những thế hệ sau sẽ thành công. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Linh Chi và Phan Anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, Linh Trang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Em ơi mùa xuân đến rồi đó, do Linh Chi thể hiện. Em ơi mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa khán màn trời. Nắm lại tới nghe lòng vui phơi phới, kể em nắng đã lên rồi, mừng xuân hát lên thôi. Nghe em mùa xuân nói gì đó, xúc động lòng ta trướng cuồng đời. Qua bao nhiêu đau thương thêm một vui, theo chim én đã bay về xíu xít ngang trời. Chim hát chào bàn tay rừng xây, trên tầng cao có thấy mùa xuân. Vòng tay đón cuồng đời, em ơi mùa xuân đến rồi đó, sáng rộng vòng tay đón cuồng đời, em ơi mùa xuân đến rồi đó, sáng rộng vòng tay đón cuồng đời. Linh Chi và Phan Anh vẫn đang cố gắng không ngừng trên con đường chinh phục ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu, với niềm tin rằng dù khó khăn đến đâu, nhưng nếu nỗ lực theo đuổi đam mê của mình thì thành công nhất định sẽ đến.